Thưa quý vị và các bạn, với những người có hoàn cảnh khó khăn thì những suất cơm miễn phí thật sự có ý nghĩa, phần nào dơi bớt nỗi nhọc nhằn, lo toan trên chặng đường mưu sinh vất vả. Dân và cũng hiểu được nỗi niềm ấy nên ông Đặng Quý Nhân, ngụ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã mở và duy trì quán cơm tình thương phục vụ người khó khăn suốt 11 năm qua. Và câu chuyện ý nghĩa này sẽ được gửi đến quý vị trong Chuyện Tử Tế ngày hôm nay. Quán cơm của ông Đặng Quý Nhân mở bán từ năm 2012 với cái tên ban đầu là Quán Chay Tình Thương 3.000 đồng. Chia sẻ vì sao có giá 3.000 đồng mỗi suất, ông Nhân cho biết mức giá vừa bán vừa tặng để mọi người không ái ngại khi tới quán ăn. Trong những ngày mưa gió, thấy bà con mình vất vả quá, bà xã của tôi á là nói thôi bây giờ nấu cơm để bán tượng trưng 3.000 đồng suất cho những cái người mà ta bán vé số, vé sơ ôm. Mỗi một phần cơm ăn đầy đủ, vừa có lê xét, có khi sữa đậu nành rồi luôn, là chỉ 3.000 thôi. Bà con cứ trả đúng 3.000 và ăn cơm no. Từ năm 2021 đến nay, được sự quan tâm đóng góp của nhiều nhà hảo tâm, nên các suất cơm được trao hoàn toàn miễn phí. Đồng lòng với cái tâm từ thiện của ông Nhân, từ người già đến người trẻ, mỗi khi có thời gian rảnh là không ngần ngại đến quán phụ giúp. Tôi thì giờ lớn tuổi rồi, không làm gì, ở nhà thì có cháu được nó lo, thành ra là ở đây suốt. Ngày nào cũng ở đây hết rồi. Cô mỗi ngày coi như không biết chuyện gì cô cũng làm được hết, chỗ đột biết là cô vô làm. Nấu ăn rồi gọt sắt rồi, ví dụ có chiên bánh rồi làm được hết. Tháng làm đủ hết rồi, mà làm buổi sáng, chiều bán số. Mình muốn có thể là đóng góp được chút ít nào cho mọi người có hoàn cảnh khó khăn vậy đó, được chút nào hay chút đấy, của ít lòng nhiều đi. Thành ra mình có cái ý là mình có thể giúp đỡ ai được thì mình cảm thấy vui. Suốt 11 năm qua, cứ 5 giờ sáng, bếp ăn bắt đầu đỏ lửa. Người nấu cơm, người sơ chế nguyên liệu, nấu nướng với đầy đủ các món canh, món xào, món kho mỗi bữa. Không chỉ phục vụ cơm tại quán, hàng ngày ông Nhân nấu hơn 400 suất cơm trao tặng ở 4 điểm khác như chợ phường 4, thành phố Tây Ninh, đường Nguyễn Văn Rốt, bến xe Hòa Thành và viện dưỡng lão. Dạy bán số, nhận cơm từ thiện chú rất quý. Cái niềm vui thì nó sẽ nhân đôi lên. Một người mà nhận thật sự dễ thương lắm, ta rất là tính toán, nhận đủ ăn, ăn cho nó vừa. Đó, rồi người ta nhận, người ta cảm ơn mình. Mình cho thì mình không phân biệt, đã nói cho rồi thì không có từ chối. Ngoài duy trì quán cơm tình thương, ông Nhân cùng các nhà hảo tâm còn trao tặng quần áo, gạo, rau củ quả, thuốc uống thông dụng, khoảng 60 suất một tháng cho bà con ở các huyện lân cận. Mỗi phần quà hay mỗi suất cơm được trao đi, phần nào giúp những hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nỗi lo hàng ngày. Sự chân thành, tấm lòng thiện nguyện của ông Nhân 11 năm qua đã thực sự chạm đến trái tim những người cần giúp đỡ.